tiếp thêm sắc xuân cho các chiến sĩ nơi biên giới, ngày đêm giữ vững tay súng, canh giữ bình yên cho người dân. Hàng trăm đòn bánh tét mang đậm tình quân nhân đã được nhiều chị em phụ nữ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tự tay buộc chặt để gửi đến các lực lượng chiến sĩ biên phòng quên mình chống dịch nơi tuyến đầu biên giới. Trong sáng ngày 29 tháng 1 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ chị em Hồng Ngự kết hợp cùng chị em phụ nữ cơ sở ở các xã Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A và Thường Lạc tổ chức gói bánh tét tặng gia đình chính sách và lực lượng bộ đội biên phòng đóng chân tại các xã biên giới nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Thời điểm cuối năm, nhiều chị em bận rộn với việc trang trí mua sắm Tết, nhưng khi biết hoạt động gói bánh tét thiện nguyện gửi tặng các chiến sĩ vùng biên, nhiều chị em đã sẵn lòng tham gia. Chiều mình chuẩn bị nấu nhân, rồi mình ngâm nếp rồi mình nấu nhân đàng hoàng, rồi sáng gói. Sáng mình xúm lại gói vậy nè. Tết này thì mấy anh chiến sĩ ta không có đi về quê ăn Tết. Mình gói bánh này tặng cho mấy người đó, mấy người chiến sĩ ăn, giữ dinh dớn. Năm nay xã tổ chức gói bánh tét, rồi chú bộ đội cực khổ, canh gác giữ, không có về quê ăn Tết. Rồi tôi nhớ thời gian tôi nhân lợi tặng gói bánh tét cho mấy chú bộ đội, không về quê ăn Tết được. 300 cái bánh ít và hơn 300 đoàn bánh tét gói trọn yêu thương, buộc chặt nghĩa tình của người dân biên giới đã được các chị tỉ mỉ tặng tay trao tặng các gia đình chính sách và lực lượng bộ đội biên phòng ngày đêm giữ gìn bình yên cho người dân biên giới Hồng Ngự. Chi phí cho hoạt động gói bánh tét trên 10 triệu đồng từ sự đóng góp của chị em phụ nữ và vận động từ mạnh thường quân. Trong không khí ấm áp tình quân dân, bộ đội biên phòng có dịp quay quần cùng bà con biên giới tặng tay làm nên những đoàn bánh tét nghĩa tình như vơi đi nỗi nhớ quê nhà, mỗi độ Tết đến xuân về. Phải nói hoạt động này rất là có ý nghĩa, bởi vì nó thể hiện cái tình đoàn kết gắn bó quân dân, sự quan tâm của hậu phương đối với những cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Những cái hoạt động này thì nó cũng rất là thiết thực, giúp anh em nó cũng đỡ nhớ nhà hơn. Nó cũng không khí Tết nó cũng về cùng với cán bộ chiến sĩ của đơn vị, thấy tinh thần anh em cũng rất là phấn khởi. Thì chính vì những cái sự động viên quan tâm của các chị các dì như của địa phương, đây là một trong những cái động lực để giúp anh em cán bộ chiến sĩ vững tâm hơn trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từng đòn bánh tét tuy giản dị nhưng chứa nhiều tình cảm hậu phương, mang đậm hương vị Tết quê nhà, phần nào giúp các chiến sĩ ấm lòng trong sắc xuân biên giới, tô thêm nét xuân trong thao trường nắng và gió của vùng biên.